Thưa quý vị và các bạn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai có đất đồi rừng chiếm phần lớn diện tích, cũng là thế mạnh trong phát triển kinh tế của địa phương này. Những năm gần đây, cùng với cơ chế hỗ trợ trồng phát triển rừng, Bảo Yên đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề để kinh tế đồi rừng sớm trở thành một nghề chính, giúp cho người nông dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Đây là khoảnh nương rộng gần 1 hecta, từng là rừng tạp lau sậy của gia đình anh Hán Đức Ba, thôn Cốc Khiểng, xã Việt Tiến, huyện Bảo Yên. Đầu năm 2018, được tham gia lớp học nghề lâm nghiệp tại xã, anh Ba đã quyết định cải tạo nương đồi sang trồng quế. Với những kiến thức được học, anh đã chủ động từ khâu chọn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc, nên cây phát triển rất tốt, hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định trong vài ba năm tới. Tôi đã chuyển đổi sang cái diện tích đất của chúng tôi, của gia đình tôi là phù hợp với loại cây nào thì tôi trồng những loại giống cây đấy. Chỗ đất là thích hợp với quế thì tôi trồng quế, và chỗ nào thích hợp với keo bồ đề thì tôi trồng keo bồ đề. Đến bây giờ là đã thấy hiệu quả tương đối rõ rệt, chứ không 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 như trước kia là chưa được học thì trồng cứ trồng nên là hiệu quả nó chưa được cao. Việt Tiến có tổng diện tích gần 2.500 ha, trong đó diện tích rừng chiếm gần 1.800 ha. Sau khi tham gia lớp học nghề trồng rừng, nhận thức của bà con đã có những chuyển biến tích cực trong việc chọn giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thâm canh. Cùng với đó, Việt Tiến đã thành lập được 6 tổ quản lý để bảo vệ tốt diện tích rừng phòng hộ. Là tổ trưởng, nên thường xuyên là tuyên truyền cho các hộ dân coi như là tích cực tham gia bảo vệ rừng. Đấy, tất cả coi như là để đi tuần tra hàng tuần. Đấy, để nắm bắt được cái tình trạng coi như là xâm canh, xâm chiếm. Đấy, rồi là những người có ý định để phát, rồi là đi săn bắn động vật ở trên rừng. Đấy. Hai nữa là bảo vệ trực tiếp các nguồn nước để sinh hoạt hàng ngày. Thì đến nay đội che phủ địa bàn xã Việt Tiến, đội che phủ rừng là đạt 71%. Đấy, bên cạnh đó thì được áp dụng kỹ thuật chăm bón cây rừng vào sản xuất, nhất là cái rừng trồng. Đến bây giờ là độ phát triển rừng và khoanh nuôi bảo vệ rừng trên địa bàn xã Việt Tiến là rất tốt. Bảo Yên xác định kinh tế rừng là đặc biệt quan trọng. Nhưng để bảo vệ và sinh lợi từ rừng, trước hết phải giúp bà con thay đổi nhận thức từ việc trồng quảng canh sang trồng thâm canh. Giai đoạn vừa qua, huyện Bảo Yên đã tổ chức được trên 20 lớp học nghề nông lâm nghiệp. Riêng hạt kiểm lâm huyện đã mở được 4 lớp trung cấp chuyên ngành trồng và bảo vệ rừng, thu hút 200 học viên đến từ 15 xã trong huyện tham gia. Các học viên khi về thôn bản đã áp dụng kiến thức để phát triển kinh tế gia đình, tạo nên những nhân tố tích cực để người dân cùng làm theo. Về chuỗi giá trị phát triển nông nghiệp, hiện nay Bảo Yên đã lên đến 20.000 hecta quế, mà tuổi bình quân là 4 tuổi, mà với giá trị quế hiện tại thì sau 8 đến 10 năm thì 1 tỷ trên 1 hecta. Thì về kinh tế nông nghiệp, hiện nay đối với cây quế của Bảo Yên thì tương đương với 20.000 tỷ. Tương Anh thì chưa nói là cây trầu, chám, xoan ta, bồ đề, mỡ, keo và các loại khác. Trồng và phát triển rừng đang trở thành nền kinh tế mũi nhọn của huyện Bảo Yên. Hàng năm địa phương này trồng mới từ 1.500 đến trên 2.000 hecta rừng. Ngoài những cây trồng truyền thống, Bảo Yên đang tập trung vào phát triển cây quế với gần 22.000 hecta. Qua đó đưa nghề rừng từng bước trở thành nghề chính của lao động nông thôn ở Bảo Yên.